Nó bị nhốt trong một cái lồng, đang không ngừng vặn vẹo giống như một con rắn. Nó là một loại yêu thú, nhị giai yêu thú. Nếu như có thể mở ra linh trí, nó chính là tinh quái, đáng tiếc nó không có. Khai linh trí không phải là một chuyện dễ dàng. Nhị giai yêu thú là thuộc tính thực vật, nếu chiếu theo tiêu chuẩn ước định của yêu quái tộc thì không thể ăn, cho nên thanh ngọc đằng kỳ thần cũng không có tác dụng gì. Đặc điểm duy nhất của nó là cứng cỏi. Thanh ngọc đằng rất dễ sống, nó có nước có ánh sáng thì cơ bản sẽ không chết, sinh mệnh lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Bọn nó sống trong rừng núi sâu thẳm cũng không có tính công kích nào, thậm chí cũng không gây cảm giác đau nhức, có thể đáng giá là nhị giai bởi vì bản thân của nó rất bền. Nhìn thanh ngọc đằng, trong mắt của Đường Tam hiện lên trên một vòng hồi tưởng. Hắn mở lồng sắt ra, phóng xuất ra thanh ngọc đằng. Cơ lồng mở ra, thanh ngọc đằng giống như cảm nhận được điều gì đó, nó lập tức động đậy, ngọ nguậy bò sát mặt đất. Bởi vì nó là thực vật nên có bản năng tìm kiếm nguồn nước. Tay phải Đường Tam huy động, một cơn gió xanh thổi qua, đem thanh ngọc đằng vào trong tay của mình, nhẹ nhàng cầm chặt. Thanh ngọc đằng vốn ôn nhuận, nhưng khi mà Đường Tam bắt được nó lập tức vặn vẹo kéo dài, quấn dọc theo tay của hắn. Đây là một phản ứng theo bản năng. Tuy rằng nó không am hiểu chủ động công kích, nhưng một khi bị đụng vào, nó sẽ dùng đặc điểm cứng cỏi của bản thân quấn quanh vật thể đụng phải mình. Yêu thú nhỏ yếu sẽ bị ghim đến chết. Nhìn thấy thanh ngọc đằng dài 3 mét kia quấn lấy tay của mình, trong mắt của Đường Tam hào quang lập lòe, huyền thiên công vận chuyển. Thanh ngọc đằng đột nhiên rung động rồi dựng thẳng lên, vầng sáng bạch sáng trên thân nhanh chóng mở đi. Dây leo trong chốc lát trở lên trên khô quắt, lực quấn không có mạnh, mềm rồi rũ xuống mặt đất. Tay phải của Đường Tam bóp chặt, thúc giục huyền thiên công, thanh ngọc đằng khô quắt kia lập tức biến thành bột mịn rơi xuống mặt đất. Hắn nhắm hai mắt lại, lặng yên cảm thụ nguồn năng lượng vừa tràn vào trong cơ thể. Cây thanh ngọc đằng này rất rẻ, là đồ vật rẻ nhất trong 4 vật phẩm mà hắn mua, chỉ cần 5 linh tế tệ. Đây là giá thanh ngọc đằng còn sống, yêu thú còn sống giá cả cao hơn một chút. Giống như Mộc Vân Vũ nói với Đường Tam lúc trước, đây là một cây dây leo vô cùng cứng cỏi. Thanh ngọc đằng bị Đường Tam cắn nuốt, hắn tự nhiên vận chuyển huyền thiên công, bài trừ một ít năng lượng hỗn tạp ra khỏi cơ thể, một lạc ấn thanh bạch sắc hiện ra. Thông qua kinh nghiệm thuần phệ mẫu lão hổ, Đường Tam biết thuần phệ huyết mạch chi lực của yêu thú cũng hình thành huyết mạch lạc ấn. Thanh ngọc đằng này cũng được coi là yêu thú, dù chỉ là yêu thú nhỏ yếu nhưng cũng hình thành lạc ấn. Lần đầu tiên tới cửa hàng, Đường Tam đã thấy được cây thanh ngọc đằng này, nhưng lúc đó hắn chưa quyết định. Nhưng sau đó, trong tất cả 4 vật phẩm, kỳ thực hắn muốn mua nhất chính là thanh ngọc đằng. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chờ đợi mà lấy nó ra đầu tiên. Sau khi loại bỏ tạp chất, thanh ngọc đằng nhỏ yếu hình thành một nhất sai lạc ấn rất yếu, nhưng mà Đường Tam lại toát ra một vẻ vui mừng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thông qua tinh thần lực lượng đem lạc ấn thanh ngọc đằng nhỏ nhỏ này xếp ở vị trí thứ 6 mới có được, trở thành lạc ấn thứ 6. Đúng vậy, hắn lựa chọn một huyết mạch linh thú nhỏ yếu như vậy trở thành lạc ấn thứ 6. Thanh ngọc đằng lạc ấn vững vàng mà ở chỗ đó, tàn mát ra hào quang thanh bạch sắc nhàn nhạt. So với 5 lạc ấn kia, nó cơ hồ là không tính là gì, nhưng Đường Tam hết sức vui mừng. Đường Tam hít sâu một hơi, đem năng lượng huyền thiên công rót vào thanh ngọc đằng lạc ấn. Đường Tam nâng tay phải lên trên, lập tức một ít thanh quang ngừng tụ trong bàn tay của hắn. Sau đó, một dây leo thanh ngọc đằng từ từ chui ra. So với cây thanh ngọc đằng lúc nãy, dây leo này nhỏ hơn một chút. Sau khi thanh quang chui ra, dưới sự khống chế của Đường Tam, dây leo dài ra vần quanh bên người của Đường Tam. Thanh ngọc đằng mềm dẻo dựa theo ý nghĩ của Đường Tam mà biến hóa thành nhiều bộ dáng khác nhau. Đây là huyết mạch lạc ấn thứ 6 của Đường Tam, cũng là lạc ấn hệ thực vật duy nhất, tuy chỉ có nhất giai nhưng trong mắt Đường Tam tràn đầy tình cảm. Ở kiếp trước, ở thế giới Đấu La Đại Lục có một loại vũ hồn tồn tại, mỗi người khi 6 tuổi đều trải qua nghi thức thức tỉnh vũ hồn. Vũ hồn có thể là bất kỳ vật gì, thiên kỳ quái dị, có thú võ hồn cũng có khí võ hồn, chỉ có rất ít người khi thức tỉnh hồn lực có được hồn lực, có thể thông qua tu luyện hồn lực để nâng cao uy lực vũ hồn của chính mình. Người như vậy được gọi là hồn sư, là tồn tại cường đại nhất, cũng là chức nghiệp cao quý nhất ở nơi đó. Khi mà Đường Tam 6 tuổi cũng tham gia nghi thức thức tỉnh vũ hồn, không giống với người khác chỉ có một loại vũ hồn, hắn có hai loại, trong đó có một vũ hồn tiên thiên tựa như là rất yếu ớt, chính là làm ngân thảo. Mà giờ khắc này, thanh ngọc đằng mà hắn vừa dung hợp là loại thực vật có khí tức, thuộc tính xứng với làm ngân thảo nhất mà hắn từng gặp. Thanh ngọc đằng rất nhỏ yếu nhưng nó đem lại cho Đường Tam cảm giác như trở về kiếp trước, khi hắn vừa thức tỉnh vũ hồn. Lam ngân thảo, thanh ngọc đằng, còn có năm đó người kia nói về hắn, ta là tiểu vũ, vũ trong khiêu vũ. Đường Tam nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mím môi, đem thanh ngọc đằng thu hồi. Lúc này thanh ngọc đằng còn nhỏ yếu, tương lai trong tay của mình sao lại không thiên biến vạn hóa chứ?
Một phần ba đệ tử ra ngoài rèn luyện, Quan Long Sang và Mộc Ân Tình cũng đi theo. Nhiệm vụ dạy học được giao cho Mộc Vân Vũ chủ trì. Từ nhỏ lão sư rất ít khi xuất hiện trước mặt các học viên, cũng không biết người đi làm cái việc gì. Cho đến trưa, khi mà tất cả các đệ tử mỏi mệt không chịu được mà đi ăn cơm, Đường Tam tìm được Mộc Vân Vũ, nói với nàng muốn xin phép nghỉ, buổi chiều muốn vào thành. Mộc Vân Vũ rất thống khoái phê chuẩn, có lẽ bởi vì nhóm Đường Tam vừa mới ở chỗ nàng bỏ ra một số tiền lớn mua vật phẩm. Nàng chỉ dặn dò Đường Tam một lát, trong thành nhất định là phải chú ý không để lộ ra tiền ra ngoài, dù là yêu quái bình thường cũng rất ít có thể nhìn thấy nguyên tố tệ. Đường Tam đã là lục giai nên Mộc Vân Vũ cũng không để cho người mình đi cùng hắn. Thực lực như vậy, vô hình để địa thế địa vị của Đường Tam trong học viện lên cao. Lần thực lực hắn chỉ xếp sau Vũ Băng Kỷ, hơn nữa thời điểm còn là ngũ giai, hắn đã cùng Vũ Băng Kỷ đánh ngang tay. Sau buổi cơm trưa là đến giờ học buổi chiều, Mộc Vân Vũ thay thế Quan Long Giang tiến hành bài giảng lý luận. Chương trình học buổi chiều vừa kết thúc, Đường Tam lập tức rời khỏi học viện, đi xuống dưới núi. Hắn muốn uống trà sữa, càng muốn được nhìn thấy cô nương bán trà sữa. Hắn chạy nhanh xuống núi, cho đến khi vào trong thành Sa Lý mới chậm rãi bước chân. Dù đã làm người bà kiếp, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn vẫn kích động như vậy. Đã lâu rồi không gặp nàng, Đường Tam vô thức lại bước càng nhanh. Rốt cuộc khi mà trời chạng vạng tối, hắn đã tới địa phương quen thuộc kia. Quảng trường trung tâm thành Gia Lý lúc này rất náo nhiệt, người tương đối đông, nơi này chỉ là trung tâm của thành. Nếu như có thêm khu buôn bán, nơi này sẽ càng thêm phồn hoa. Xa xa Đường Tam đã thấy được tấm biển của trà sữa điểm. Trước cửa xếp một hàng dài, có thấy trà sữa này được hoan nghênh rất nhiều. Đường Tam bước nhanh về phía trước, tiến về hướng trà sữa điểm. Khi ăn đến gần cửa hàng, đột nhiên cước bộ chậm lại, trên mặt khó che giấu được bộ dáng thất vọng. Trong tiệm trà sữa chỉ có hai thân ảnh đang bận rộn. Đó là tiểu cô nương lần nào cũng thấy và thiếu phụ ôn nhu. Mụ mụ Mỹ công tử cùng với tiểu cô nương đang bận rộn, duy trì không thấy thân ảnh của Mỹ công tử. Nàng không có ở đây, cảm giác bất mát mãnh liệt dâng lên trong lòng, nhiệt tình bị dội cho chậu nước lạnh, nhanh chóng dập tắt, có lẽ vì quá quan tâm cho nên mới thất vọng nhiều như vậy. Đường Tam mân mê bờ môi có một chút sững sờ mà đứng nguyên tại chỗ, hắn không đứng xếp hàng mua trà sữa, mà chậm rãi lùi về phía sau đến bên gốc cây quen thuộc mà ngồi xuống. Nhìn dòng người nối đuôi không dứt mua trà sữa, nhìn mẹ của Mỹ công tử bận rộn, Đường Tam cứ ngồi nhìn như vậy. Trời đã dần tối, Đường Tam vẫn một mực nhìn chăm chú trà sữa điểm lặng yên chờ đợi. Nàng ngày hôm nay không đến sao? Nàng đi làm gì vậy? Hắn không biết, hắn thậm chí còn không thể nào hỏi, hắn chỉ có thể chờ. Sắc trời càng ngày càng tối, trong trà sữa điểm vẫn chỉ có hai người kia bận rộn, cũng không có thân ảnh hắn muốn gặp. Đường Tam biết có lẽ hôm nay không thấy được nàng. Trời tối rồi, hắn phải về học viện, nếu lúc Mộc Vân Vũ đi kiểm tra trong phòng khu thì hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Hắn lặng yên đi xếp hàng, lúc này dòng người đã ngắn đi, rất nhanh liền tới lượt hắn. Người muốn cái gì, tiểu bằng hữu? Tô Cầm nhìn Đường Tam đứng bên ngoài ôn nhu hỏi. Âm thanh của nàng vô cùng dễ nghe, trên mặt của nàng cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết của thời gian. Mỹ công tử cũng không đặc biệt giống nàng, so với mẫu thân Mỹ công tử càng thêm vài phần khí khái hào hùng. Mỹ công tử cùng mẫu thân đều rất đẹp, chỉ là nét đẹp không giống nhau. A dĩ, ta muốn 14 cốc trà sữa. Nói xong, Đường Tam lấy ra 14 đồng yêu tệ, vẫn là yêu tệ làm từ phong linh thạch từ trấn Phong Lang. Hắn để những yêu tệ này trên khay trả tiền. Tô Cầm có một chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, nhưng vẫn gật đầu lại để tiểu cô nương pha trà sữa cho hắn. Đường Tam dò hỏi, A dĩ, quán các người sinh ý tốt như vậy sao chỉ có hai người bận rộn? Tô Cầm mỉm cười nói, còn có một người nữa. Đường Tam nói, lần trước ta cũng đã tới, ngươi còn đưa ta một chén trà sữa, ngươi còn nhớ ta không? Tô Cầm sững sờ một lát, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều khách nhân, phụ thuộc nhân loại tùy ít nhưng không phải không có, đối với đứa bé này nàng cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Đây là lần thứ 3 Đường Tam đến đây, lần thứ 2 hắn đến chỉ có Mỹ công tử cùng tiểu cô nương, đây là thứ 3. Giống như có chút ấn tượng, Tô Cầm gật đầu. Đường Tam nói, lần đó ta đến đây các người có 3 người, tỷ tỷ kia đem cho ta một chén trà sữa, nàng không hay không có ở đây sao? Hắn tại sao lại mua 14 chén trà sữa? Chỉ là muốn nhân lúc pha trà sữa thử thăm dò một chút tình huống của Mỹ công tử. Tiểu Mỹ đi học rồi, lúc nàng không đi học sẽ tới đây giúp ta. Đúng rồi, trà sữa của người xong rồi. Tô Cầm cười híp mắt đem 14 chén trà sữa trong hai túi lớn đưa cho hắn. Cảm ơn A Di. Nàng đi học rồi. Đường Tam nhanh chóng bắt được tin tức mấu chốt này. Mỹ công tử đi học rồi sao? Đi học ở chỗ nào? Nàng cũng là phụ thuộc nhân loại, có thể ở yêu giới yêu quái tộc đi học sao?
Tuy rằng trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng hắn không khỏi hỏi lại Tô Cầm, yêu quái xếp hàng đằng sau đã xúc hắn nhanh lên rồi. Đường Tam mang theo hai túi trà sữa quay người trở lại học viện. Trên đường trở về, hắn vẫn tự hỏi. Phụ thuộc nhân loại ở xa Lý Thành đến trường, số lượng hẳn là rất nhỏ. Trong thế giới này, số lượng trường học cũng không nhiều. Hơn nữa, cũng không phải toàn bộ yêu quái đều có cơ hội đi học. Chỉ có chúng quần yêu quái cường đại cùng với quý tộc mới có cơ hội đến trường.